Cướp! Cướp! Đứng lại! Cô làm gì vậy? Tôi không phải kẻ cướp, hắn ta mới là kẻ cướp. Rõ ràng tôi nhìn thấy cô đánh người ta rồi cướp đồ của người ta. Tôi xin cô, đây là đồ của tôi. Dù thế nào cũng mời cô về sở cảnh sát lấy lời khai đã. Tôi không về sở cảnh sát. Tôi xin cô đấy, cô cảnh sát. Tôi thật sự không phải là kẻ cướp. Tôi... Cảnh sát Tiêu, tôi đã nhìn thấy cô trên báo rồi. Ở ngoài trông cô đẹp hơn đấy. Đừng giở trò làm thân với tôi. Hàn Văn, sao anh lại ở đây? Anh đến điều tra vụ án. Sao anh lại đi cùng cô ta? Em nghe anh nói này. Anh đến thôn Tiểu Quan điều tra vụ án. Kết quả là gặp vụ cháy nhà trọ. Là cô ấy đã cứu anh. Thế nên cô ấy không phải kẻ cướp đâu. Thế à? Phải. Cô ấy thật sự không phải kẻ cướp. Anh tránh ra. Em hãy tin anh. Anh nói cô ta không phải kẻ xấu. Vậy bức vẽ kia là thế nào? Không phải cô ấy. Cha cô ấy mới là tội phạm truy nã. Không liên quan gì đến cô ấy. Dù thế nào đi nữa, em là cảnh sát, cô ta là tội phạm truy nã. Em phải bắt cô ta về quy án. Thả dây câu dài mà câu cá lớn. Thôi chết rồi, tại anh đấy. Chuyện của con gái nhà họ Mộc. Phát sóng 22h40 thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên VTV3.